Số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang ở mức cao. Trong tuần qua tại thành phố ghi nhận thêm một ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay đã là 13 trường hợp. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 32.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 293% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sốt xuất huyết nặng là 502 ca. Tất cả 12 quận huyện và thành phố Thủ Đức có số ca sốt xuất huyết tăng ở mức cao. Bên cạnh sốt xuất huyết, thành phố Hồ Chí Minh còn ghi nhận hơn 10.300 người mắc bệnh tay chân miệng tính từ đầu năm đến nay.